chào các bạn tiếp theo mình sẽ nói đến các ban hay gặp trên lò vi sóng thì đầu tiên bệnh đầu tiên là bệnh khi chúng ta cắm nguồn mà nó không vào điện thì nó có những cái nguyên nhân này này khi đó chúng ta sẽ kiểm tra cầu trí tổng xem nó có cháy không thì nếu mà cầu trí tổng này không cháy thì có lẽ là nguyên nhân như thế này này thì đối với mà những cái nò điện tử ấy thì có thể nó nó học hỏng, hỏng cái bộ nguồn cấp trước Còn đối với cái lò cơ này ấy, thì có thể là nó bị ít gặp mình ít gặp à, cái rơi nhẹ rơi đen nhiệt này nó bị tách ra là hở hoặc là công tắc K1 K2 khi đóng vào ấy, thì nó không đóng thì dẫn tới là không có điện cấp vào cho lò thì nó cũng mất điện Và khi mà cắm và không vào điện mà chúng ta kiểm tra cầu trì mà mà bị cháy ấy, thì có thể nó có những nguyên nhân này này thì đối với cái loại cơ này nhá là ít gặp ấy, nó sẽ có trường hợp là khi chúng ta đóng đóng cửa vào ấy, thì K1 K3 này đóng trước và cái K2 này nó vẫn đóng ở K3 nó không chuyển sang vị trí 3 nó không chuyển sang vị trí 2 được ấy. dẫn tới là cái điện áp AC 220 đầu vào ấy, nó bị đoàn mạch nó đi theo chiều tay mình đang chỉ này từ 1 sang 3 luôn tức là tức là vị trí 3 nó chưa nhảy sang 2 được rồi nó sẽ thành chập. Nó chập 2 giây đầu vào luôn. Cái lỗi này là lỗi một số model là do cái lẫy của nó lâu năm quá nó mòn nó gãy hoặc là cái 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 lẫy của cửa ấy, dẫn tới là nó đóng nó đóng khi chúng ta đóng cửa vào ấy là đáng lẽ là cái cái K2 này nó phải nhảy lên vị trí 2 trước so với K1, K2 đợ K3 đóng. Nhưng mà dẫn tới là K2 nó nhảy muộn hơn, dẫn tới là sẽ bị chập như thế và nguyên nhân khi mà nếu nếu mà cái những cái công tắc này không việc không không lỗi ấy, thì có thể nguyên nhân cháy cầu trì nữa là như này này đối với một số nò ngày xưa ấy, thì nó không có cái cầu trì cầu trì cao áp này này thì có thể là nó bị lỗi ở bên cao áp bên điện khế cao này, này. dẫn tới là cái dòng dòng điện nó đạt nên quá ngưỡng chịu của của cái cầu trì tổng đến cái cầu trì tổng nó cháy hoặc là nữa đấy mà khi chúng ta tháo ra chúng ta để ý đấy cái quận cái biến áp này nó 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 quận dây nó đen xì, nó cháy đen xì thì là do nguyên nhân là do cái biến áp này nó cháy. Bởi vì mình gặp rất nhiều là biến áp này cháy là do cái biến áp này do giá thành do nhà sản xuất tính toán giá thành rẻ nên cái biến áp của cái lò vi sóng này đa số hiện nay nó toàn quấn bằng bằng dây dây nhôm này. Đây để mình sẽ cho các bạn xem này. Đây là cái biến áp bị cháy này các bạn này Khách bảo là em đang chạy thấy khét mù rồi không thấy vào điện nữa Do cái quận sơ cấp và thứ cấp của cái biến áp này nó quấn bằng dây nhôm Dẫn tới là nó nó cháy Dây nhôm nó sinh nhiệt nó nóng nó cháy mà Đấy là nguyên nhân cháy cổ trì Và một cái một cái lỗi nữa mà một cái bệnh nữa mà cực kỳ hay gặp đó là bệnh mà khách đem tới hay bảo là lò vẫn chạy bình thường nhưng mà không nóng thì nó sẽ có những cái nguyên nhân này này thì đối với những cái lò cơ này ấy, thì mình khá hay 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 gặp khá khá hay gặp bệnh là do cái tham mơ này nó bị lỗi nhưng mà khách đem đến bảo là hôm nấu được hôm nấu được nóng hôm không nó chập chạp chờn là do cái bộ tham mơ này nỗi cái tiếp điểm 123 này này tức là nha trong cái bộ tham mơ ấy nó sẽ có hai cái tiếp điểm thì cái tiếp điểm 12 này là tiếp điểm mà khi mà cái lút thời gian này vẫn thoát khỏi cái số 0 là cái là cái cái công tắc 12 này cái tiếp điểm 12 này nó đóng luôn nó đóng luôn nhưng mà trong cái cái cái, cái cái nút công suất ấy, okay, để điều khiển cái tiếp điểm hai này là trong quá trình chạy ấy, là nó cứ đóng nhả đóng nhả tức là nó nó cấp điện gián đoạn cho cái biến áp mà để để nó vi sóng để đèn phát sóng gián đoạn này. thì dẫn tới là trong ví dụ như trong một phút chẳng hạn nếu mà người dùng mà để công suất chỉ là ở một công suất thấp thôi ấy, thì trong một phút có thể là cái tiếp điểm hai bài nó cứ đóng nhả đóng nhả đến khoảng 3 đến 4 lần dẫn tới là trong suốt quá trình khách sử dụng ấy, nó cứ đóng nhà đóng nhà để cái tiếp điểm này nó sinh ra tia hồ quang và nó đánh mòn cái tiếp điểm và tiếp điểm nó không đóng tiếp điểm nó không không tiếp nữa khi chạy không tiếp nữa dẫn tới là cái quận sơ cấp của biến áp này không được cấp điện và lò vi sóng của ta chúng ta không nóng thì cái ban bệnh này thì chúng ta chỉ cần thay cái 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 bộ tham mơ này được và một số nếu như bạn nào mà khéo tay ấy, có thể tháo nó ra tháo ra và có thể xử lý được cái 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 tiếp điểm này và cái bộ tham mơ ở cái bộ tham mơ hỏng đa số là hỏng ở cái tiếp điểm 23 này nhé còn cái tiếp điểm 12 này thì mình lại giấy ít mình thấy rất ít gặp cái ít, ít ít hỏng và đặc biệt với mình ấy, khi mình sửa mà, mà mình gặp cái ban này ấy, là mình có một cái đồng hồ đo dòng là khi mà bếp chạy ấy, khi mà bếp chạy ấy, thì mà chỉ cái cái quận biến áp này được cấp điện ấy, mà phần bên đèn chưa chưa phát sóng ấy, thì là dòng nó ăn tầm khoảng 2,5A và khi mà, mà mà đèn vi sóng đủ áp và phát ra sóng ấy, thì là dòng nó đạt đạt gần 6A vậy khi mà mình cấp điện mình cho chạy thử ấy, thì cái dòng nó chả đạt đến 1A luôn bởi vì là cái cái tiếp điểm 23 này nó hở nó không có nguồn cấp cho biến áp này công suất lớn nhất là ở cái biến áp này dẫn tới là quạt chạy đèn báo motor quay tất cả đủ bình thường nhưng mà do cái biến áp này nó không được cấp điện nên dẫn tới là là lò nó không nóng bạn nào không có cái cấp dòng này thì có thể là tháo một cái dây của cái đây để mình mở này tháo một dây của cái đây này, một cái đầu dây của cái cái biến áp này ra này sau đó chúng ta đấu lối tiếp bằng một cái bóng đèn chả cần tháo hai dây đâu chỉ cần tháo một dây thôi rút một dây ra thì chúng ta sẽ có một dây ra này và một cái đầu của cái của cái biến áp này chúng ta đấu một cái bóng đèn sợi đốt ở đây thôi và chúng ta bật chúng ta chạy thử nếu mà bóng đèn khi chạy ấy, mà cứ nghe tiếng tạch tạch của cái tha, cái bộ tham mưu này nó đóng ở bóng nhả mà cái bóng đèn không sáng ấy, thì là do cái bộ tham này đang cái lỗi cái tiếp điểm 23 bên trong ấy. và cái băng nữa nếu mà kể cả ở những cái nò điện tử nhá thì là, là chúng ta kiểm tra mà không nóng ấy kiểm tra mà nó nó không nóng ấy thì có thể là do chúng ta sẽ kiểm tra cái cầu chỉ có áp này, này xem nó cháy hay không nếu mà cái cầu chì cao áp này mà cháy nhá thì dẫn tới là cái điện áp cao không hát không có cái điện áp cao để cấp cho cho đèn dẫn tới là đèn nó không phát sóng nó dẫn tới là không nóng này thì khi đó là mình nó sẽ có những nguyên nhân dẫn tới cái cầu chì 0,8 hay 0,5A này cháy này đầu tiên là do con tụ hỏng con tụ này thì mình rất hay gặp là nó bị chạm một cực về về vỏ con tụ này này Tức là nó có hai cực hai bên này này, nó chạm một cái cực với cái vỏ máy này này. Dẫn tới là nó nằm đoạn mạch, nó chạm một cực về vỏ dẫn tới là tại vị trí này, này chẳng hạn hoặc tại vị trí này nó chạm vất về cái vỏ máy này. Thì dẫn tới là cầu chì nó cháy và bếp sẽ không lúc đó thì bếp nó vẫn hoạt động và quận sơ cấp này vẫn được cấp điện nhưng mà cái đèn vi sóng này chỉ cấp được cái điện bắt đến áp 3V cho tim thôi. Còn nếu cái điện thế cao, điện thế cao áp mà không có, thế dưới nên đèn nó không phát sóng. Đấy là nguyên nhân tụ chết đầu tiên này là chạm ra vỏ này. Và một nguyên nhân nữa là con tụ này nó bị chập hai cực luôn. Thế là hai cực của nó âm dương chạm vào nhau luôn. Thì dẫn tới là cầu trì này cũng cháy. Và một nguyên nhân nữa mà cầu trì nó cháy nữa là con diode này nó cũng chập, cũng đã gặp nhiều này. Rồi nguyên nhân tiếp là cái đèn hỏng, cái đèn, đèn phát sóng này này. Cái đèn này ấy, nó sẽ trong quá trình chạy ấy, nó sẽ chạm nó sẽ chạm bên trong dẫn tới là khi chúng ta đo hai cái hai cái đầu dây này này hai cái đầu tim đèn này với vỏ nó thấy nó chạm vào nhau, nó dính vào nhau. Thì dẫn tới là cái điện áp HV bị chập về nó về mát mà. Cái điện áp HV khi hai cái khi cái chân F F và F FA và F này ấy mà nó chạm vào ra 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 vỏ ấy ra vỏ đèn này thì dẫn tới là cái điện áp H, HV nó bị chập dẫn tới là cái cầu chì này nó cháy đấy là các nguyên nhân mà dẫn tới là cháy cầu chì và cháy cầu chì có áp và làm cho lò không nóng còn khi mà chúng ta tháo ra mà lò chạy bình thường mà không nóng ấy, mà chúng ta kiểm tra cái cầu chì này nó không cháy này cái cầu chì có áp nó không cháy này thì nguyên nhân là là do đèn chết theo kiểu chết ngắt cái nguyên nhân này mình gặp cũng khá nhiều đó là chết ngắt là chết như thế nào Tức là khi chúng ta đo giữa chân ép giữa tim của nó chân tim và vỏ nó không thông nhau vẫn cách điện nó thông nhau nhưng mà do khách để cái công suất lớn liên tục nhiều tức là khách để công suất cao này, này ở, ở lâu dẫn tới là trong quá trình chạy ấy, là cái đèn nó trong suốt ví dụ như khách mà để ở mức cao này nhé và để công suất để cái vặn cái thời gian ở 20 phút chẳng hạn thì là trong cả 20 phút là là cái đèn cứ phát sóng liên tục và nó nóng nó nóng quá và nó không dù có quạt làm mát nhưng mà nó không làm làm mát được dẫn tới nó chết và nó chết theo kiểu chết ngắt chết không thông chập về vỏ ấy. cũng có một cái cũng có một cái đèn mà chết theo kiểu như này mình cũng đã gặp một vài lần rồi đó là cái chân F và chân FA này khi nó chạy nó có điện thế cao mà so với mát so với vỏ mà dẫn tới là thời tiết ẩm này hoặc lồm ấy là bên khi, phía bên trong này này nó phóng ra vỏ nó tạo dòng dò ra cái vỏ đây dẫn tới là hai cái chân này nó có dòng dò ra vỏ dẫn tới là 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 bị cũng bị cháy cầu trì và đứt khi đó chúng ta đo giữa hai chân này với vỏ thấy thấy có lỗi trở ấy, thì chúng ta lên cậy cái miếng này ra cạnh miếng này ra xem chúng ta tìm bên trong xem nó có đúng là nó bị chạm bên trong không Thế như bạn nào khéo tay có thể xử lý được cái cái đấy thì là có thể sửa được cái đèn và một ban nữa mà khách đem tới là khách bảo là nó nó vẫn phát vẫn vẫn làm nóng được nhưng mà sinh ra tiếng nổ lẹp nụp đụp là do cái cái tấm chắn sóng chắn để dầu mỡ đỡ bắn vào cái súng này này ở bên trong cái cái đồ chứa thức ăn đấy là nó bị bị dính ẩm dẫn tới là nó sinh nhiệt và nó nổ nó cháy thì chúng ta nên thay cái tấm chắn khác là được rồi nữa mình gặp nữa là bếp lò chạy bình thường nhưng mà cứ sinh ra tiếng kêu kít 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 két két đấy thì đầu tiên là nguyên nhân có thể là cái quạt này nó bị khô dầu hoặc là cái motor xoay mâm ở dưới nó bị lỗi dẫn tới là sinh ra tiếng kêu một cái ban nữa mình cũng hay gặp nó là với những cái nò mà nó có nó có một cái bên này nữa này nó có một cái mên rồi có những cái con cuộn dây và tụ điện trở nọc nhiễu này và đặc biệt nó có một cái nó có một cái dơ le là điện cuộn hút này nữa và trong trong quá trình hoạt động ấy, dẫn tới là có một số cái, cái con điện trở này này nó bị cháy nó bị cháy mình mình thì mình chưa vẽ cái mảnh này đâu nhưng mình chỉ hiểu là nó thêm một cái 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 dơ le này ấy, mục đích là mấy con điện trở này là nó bảo vệ điện áp thấp tức là khi mà điện áp mà xuống dưới 200V ấy, là cái lò vi sóng nó không cho chạy là cái dơ le này nó không đóng này là nó không cho chạy thì là nó sẽ có cái sự nó sẽ dùng mấy con điện trở công suất này để hạ 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 áp từ 220 xuống và ghi áp để cấp cho con còn con dơ le này hút khi điện áp yếu thì là điện nó sẽ không có điện cấp cho con dơ le này, dơ le này nó không đóng. Thì dẫn tới là có trường hợp là chúng ta cắm mà nó không vào điện ấy, là do một số con điện trở này nó bị cháy này hoặc nó lỗi trên cái mạch trên này. Thì nó chỉ có vài con linh kiện thôi, chúng ta tháo ra chúng ta đo chúng ta sẽ biết được ngay. Một trường hợp nữa mà cháy cầu chì có áp mà mình cũng gặp đó là những cái nò các bạn để ý trên ảnh này này đây là cái cái cầu chì cao áp nhé nó nằm bên trong của cái hộp nhựa này mục đích của nó là vì là điện áp nó cao mà nó hàng năm 5 kV 4.000 đến 5.000 V ấy, dẫn tới là nó nó phải bọc trong cái kín như này này dẫn tới là có một trường hợp nữa mình gặp ấy là là lâu năm quá nó có bụi và có mặt nhẹ nó bám hết xung quanh đây này, dẫn tới là khi thời tiết ẩm ấy, cái mạng nhẹ đấy nó dẫn điện và khi khách bật lên ấy, và nó bắt đầu bếp chạy nó chạy và có cái điện áp HV cao ấy, là cái điện áp đấy nó phóng qua cái lớp bụi và lớp bẩn mà nghiện đấy nó phóng ra thành vỏ và cái dòng phóng đấy nó dẫn tới cháy cầu trì và khi đó thì tháo ra mình mật sửa mình tháo ra mình kiểm tra thì nó kiểm tra chả phát hiện hỏng gì cả chỉ mỗi cháy cầu trì không ấy thì khi đó chúng ta chỉ cần vệ sinh sạch và bọc kín lại những cái những cái vị trí hở này này là bếp nó sẽ nó sẽ chạy bình thường trong quá trình mình sửa ấy, thì mình cũng gặp một cái ban là do cái bộ tham mơ này nó chết theo kiểu là cái cuộn dây này nó bị hỏng bị đứt khách đem tới khách bảo là bật nó lên mà nó cứ luôn mãi mình phải vặn phải vặn cái lúm thời gian về thì bắt đầu nó mới dừng vặn cái lúm thời gian này về tức là vặn lên đến số 5 số 6 này ạ à? là nó cứ hoạt động thôi nhưng mà không không cái cái vì cái, cái, cái cuộn dây ấy motor nhỏ bên trong của cái tham mơ nó không quay nó không không chạy dẫn tới là cái cái tham mơ này nó không đi từ điểm số 6 về đến không được ấy dẫn tới là nó cứ phát ra sóng mãi có hoạt động mãi ấy. thì khách cứ bật lên một lúc sau đó là thấy nóng đủ rồi lại trở về khách đem đến sửa mình kiểm tra là do cái cái quận làm việc của trong cái tham mơ nó bị đo thấy nó không thông mạch dẫn tới là cái tham mơ nó không hoạt động nên là khách bật nền điện điểm nào nó cứ đứng cứ đứng mãi ở vị trí đấy Nói chung là sửa cái lò vi sóng này nó không khó, bởi vì nó không cấu tạo của nó rất dễ. Đây mình vẽ một cái sơ đồ nó ra đây các bạn thấy cái sơ đồ nó rất đơn giản rồi. Sơ đồ này nó không có gì cả. Nên cái lò vi sóng này khi khi các bạn mà chỉ cần xem cái cái cách phân tích cái video phân tích cái nguyên lý hoạt động của cái một cái lò vi sóng mà mình video trước mình làm ấy, thì các bạn có thể là xử lý được cái rất xử lý được ngay những cái ban bệnh của lò vi sóng này ở video mình kết thúc ở đây nhé chào các bạn